chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với Luật Siêu Dễ. Chúng tôi rất vinh dự và hạnh phúc khi càng ngày có nhiều người đăng ký đến với chương trình của chúng tôi với một mong muốn rất đơn giản: đến với chương trình để giao lưu, để tìm hiểu và để sống tốt hơn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với luật chơi. Hai người chơi phải đối mặt với 10 câu hỏi được niêm phong. Người chơi lần lượt trả lời các câu hỏi cho đến khi trả lời sai và hoán đổi vị trí cho người còn lại. Mỗi câu hỏi chứa phần tiền thưởng tương ứng với độ khó, trong đó có 2 câu hỏi may mắn chứa phần thưởng lớn tới 10 triệu đồng, chưa kèm giá trị câu hỏi. Cuộc chơi sẽ kết thúc ở câu thứ 6. Người còn được đứng lại trên bục chơi chính sau 6 câu sẽ là người chiến thắng và hưởng toàn bộ số tiền kiếm được ở cả chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu luật sư Phạm Thị Thanh Phương, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Trung tá Phạm Thị Thảo, trợ lý pháp chế phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Và bây giờ sẽ là hai người chơi trong chương trình của chúng tôi: cô giáo Nguyễn Thị Khánh Sâm, trường Đại học Hàng Hải, bạn Vũ Sơn Tùng đến từ Hà Nội. Tùng có thể nói đôi điều với khán giả xem truyền hình và bạn chơi cũng như mọi người có mặt trong trường quay. Em xin tự giới thiệu thì em là Tùng Vũ. Em là á quân của cuộc thi Korean Fashion Model, người mẫu thời trang Việt Nam Hàn Quốc và đồng thời cũng là đại diện của Việt Nam tại Hội đàm lãnh đạo trẻ về môi trường 2024. Ngày hôm nay thì em rất là vui bởi vì mình có thể có cơ hội học tập, học hỏi và có thêm được nhiều kiến thức liên quan đến pháp luật. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với cô giáo Nguyễn Thị Thanh Sâm. Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Sâm, hiện đang công tác tại trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, ngôi trường nằm ở thành phố Hoa Phượng Đỏ, thành phố Hải Phòng. Dù là trong lịch sử hiện tại hay tương lai, con người nơi đầu sóng ngọn gió này luôn mang trong mình phẩm chất và tính cách rất là riêng biệt để luôn tự hào. Tôi, người Hải Phòng. Người Hải Phòng tuy không lòng vòng nhưng mà giới thiệu thì cũng khá là dài dòng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của chương trình và có kèm theo câu hỏi mỗi tuần một điều luật. Gia đình ông Hữu, bà Thu đã đi biển gần 40 năm nay, chủ yếu khai thác tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Mình đi biển bình thường là tầm cỡ 20 ngày hoặc là tầm cỡ dưới 1 tháng. Khai thác thì thủy sản gần đây nó không hiếm quá. Giờ mấy năm trước mình khai thác nhiều quá, bây giờ tháng và hết tháng chưa sinh sản là kịp mà. Nguồn lợi thủy hải sản cạn kiệt một phần do hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không được quản lý. Vì vậy, Việt Nam đã bị Ủy ban châu Âu phạt thẻ vàng IUU từ năm 2017. Đến nay, cùng với nhiều lực lượng khác, cảnh sát biển đã đẩy mạnh tuyên truyền về chống khai thác IUU cho người dân. Vùng cảnh sát biển thì cũng đến để tuyên truyền cho bà con ngư dân cũng phát tờ rơi chống khai thác IUU đúng theo luật thủy sản đề ra. Cảnh sát biển thì tư vấn nhiệt tình, nói dễ hiểu, rõ ràng, bà con cũng nắm bắt được. Từ đó thì bà con mình cũng phải có ý thức, khai thác cũng phải đúng như vậy. Mặc dù được EC đánh giá cao về những nỗ lực trong triển khai các biện pháp chống khai thác IUU, nhưng do đặc thù vùng biển nước ta rộng, số lượng phương tiện tàu cá hoạt động trên biển rất lớn. Trong khi đó, lực lượng, phương tiện, quản lý thực thi pháp luật trên biển của ta có hạn, nên mục tiêu gỡ thẻ vàng EC trong năm 2023 vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Vì vậy, trong năm 2024, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt bằng cả tấm lòng, nhiệt huyết, trách nhiệm và quyết tâm trong phòng chống khai thác IUU. Với nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, ngoài quán triệt các cái nhiệm vụ qua các nghị quyết chung thì chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như là Hải quân, Kiểm ngư, Bộ đội biên phòng và các chi cục thủy sản trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Đặc biệt là chúng tôi chia sẻ thông tin với các lực lượng ngay từ khi tàu cá xuất bến tại các cái cảng cá địa phương, cũng như là các cái tàu cá bắt đầu mất kết nối hành trình. Đồng thời chúng tôi có những biện pháp nhắc nhở cho các thuyền viên là không vi phạm vùng biển nước ngoài. Luật khai thác thủy sản là chủ đề tuần này. Ngay sau đây, tôi, Đại úy Hoàng Văn Đức, thay mặt Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 gửi đến các bạn câu hỏi mỗi tuần một điều luật. Trong các loại thủy sản dưới đây, loại thủy sản nào cần được bảo vệ khỏi hiện tượng khai thác quá mức qua buôn bán quốc tế được quy định tại Công ước Buôn bán quốc tế các loại động thực vật hoang dã? A. Cá mõm trâu. B. Hàu cửa sông. C. Cá chèn bầu. D. Rạm đồng. Biển đảo quê hương, đôi mắt nghiêng
Người dân Quảng Nam và Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2 chúc các bạn trả lời đúng câu hỏi. Và câu hỏi của chúng ta đã được đưa ra. Bây giờ hai bạn nghe tôi đếm ngược để giành quyền bấm chuông trả lời. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, như vậy là người bấm chuông đó chính là Tùng Vũ. Bạn sẽ là người trả lời xem đáp án nào là đáp án chính xác. Theo như suy luận của em thì phương án B và D là hàu của sông với dạm đồng, thì em cảm thấy rằng hai cái loại nó khá là phổ biến và đa dạng. Mà đã nhiều rồi thì nếu mà kiểu gọi là cấm khai thác nữa thì em thấy là nó sẽ không hợp lý lắm. Em đang phân vân giữa hai đáp án là A và C, cá mõm trâu và cá chèn bầu. Em đang nghiêng về đáp án cá mõm trâu hơn, bởi vì em nghĩ rằng là đây là lần đầu tiên em nghe thấy cái cụm từ này, cho nên là nó sẽ là một loài cá khá là quý hiếm. Nên em nghĩ rằng là đáp án của em là A, cá mõm trâu. Vậy thì cô giáo của trường Đại học Hàng Hải, nếu là cô được quyền lựa chọn thì cô sẽ lựa chọn đáp án nào? Em nãy giờ cũng có suy nghĩ rất là tương đồng với bạn Tùng Vũ. Em cũng nghiêng về đáp án A và đáp án là C. Cá mõm trâu thì đúng thật là đây là lần đầu tiên em được nghe thấy ạ. Cho nên là có lẽ là nó rất là lạ và nó là cái loại thủy sản quý hiếm. Cho nên em cũng xin được lựa chọn giống như Tùng Vũ, đó là đáp án A, cá mõm trâu. Cấm khai thác quá mức và buôn bán quốc tế, chắc là mấy cái loại cá mà quốc tế người ta phải ăn được cơ, đúng không? Chứ quốc tế là người ta có ăn dạm đồng đâu, đúng không? Tôi cũng có quan điểm như vậy. Còn đúng hay sai thì chắc là lần này phải mời Trung tá Phạm Thị Thảo, trợ lý pháp chế phòng pháp luật Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 sẽ giúp hai người chơi của chúng tôi xem là họ chọn đáp án như vậy có đúng hay không ạ? Bạn Tùng Vũ phân tích tôi thấy rất là cũng hợp lý. Nếu bản thân tôi thì tôi cũng sẽ có cái sự phân tích tương đồng như bạn. Thì căn cứ theo cái phụ lục ở phần A, ngành động vật có dây sống và tại mục 7 quy định về lớp cá của Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp thì cá mõm trâu nằm trong danh mục các loài thủy sản hoang dã cần được bảo vệ khỏi hiện tượng khai thác quá mức qua buôn bán quốc tế. Và xin chúc mừng câu trả lời của bạn Tùng Vũ. Chúc mừng Tùng Vũ. Xin mời bạn. Bạn sẽ là người đứng trên vị trí này. Cảm ơn anh. Như vậy là Tùng Vũ đã rất xuất sắc ở những câu hỏi đầu tiên. Việc bây giờ còn dễ hơn là việc bấm chuông trả lời, đó chính là chọn cho mình một con số. Bản thân em thì em khá là thích số 8 nên là em nghĩ em sẽ chọn số 8 ạ. Số 8, ai đang cầm số 8 giơ tay ạ? Cháu tên là Lương Thảo Ly, đến từ Thanh Hóa. Câu hỏi trị giá 1 triệu và là loại câu hỏi độc đắc ạ. Ông Michael là công dân nước ngoài, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác thủy sản tại Việt Nam. Giấy phép khai thác thủy sản được cấp cho ông Michael có thời hạn tối đa như thế nào? A. Không quá 3 tháng. B. Không quá 6 tháng. C. Không quá 12 tháng. Và D. Không quá 24 tháng ạ. Hãy phân tích xem là với câu hỏi này ta sẽ chọn đáp án nào để cho phù hợp nhỉ? Thật ra câu này thì em cũng đang thực sự rất là suy nghĩ, bởi vì là em chưa có một cái dự kiện gì cả liên quan đến cái này. Phương án A em sẽ loại, bởi vì rằng là cứ hết 3 tháng mà lại cấp thì Việt Nam có quá nhiều người khai thác thủy sản đi, mà cứ quá 3 tháng cấp như thế thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Không quá 24 tháng cũng thế, nếu mà 2 năm thì lại một thời gian em nghĩ là quá là dài. Đôi khi lúc đấy là cái máy móc nó không còn đủ tân tiến nữa và nó có thể bị lỗi rồi. Em sẽ chọn đáp án C là không quá 12 tháng. Bạn Sâm dạy ở trên trường như vậy thì nó có cái kiến thức nào trùng lắp trong cái câu hỏi này không? Dạ, thực ra là em đang giảng dạy bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam ạ. Câu hỏi này thực ra là không liên quan gì đến công việc giảng dạy của em. Vâng, thế nhưng mà với câu hỏi này thì em cũng có cái băn khoăn giữa hai phương án là phương án B và phương án C. Nhưng ở đây thì em thấy có một cái dữ kiện là ông Michael là công dân của nước ngoài. Cho nên là em nghĩ là cái giấy phép khai thác sẽ cấp cho ông Michael là không quá 6 tháng ạ. Thực ra cái này là một trong những câu hỏi tương đối là khó. Xin mời luật sư Phạm Thị Thanh Phương sẽ giúp chúng tôi xem là ông Michael, công dân nước ngoài này, tối đa thời gian được cấp phép khai thác ở Việt Nam là bao nhiêu thời gian ạ? Đầu tiên thì tôi xin chúc mừng cả hai người chơi. Các bạn đã không chọn cái phương án đầu tiên là cái phương án không quá 3 tháng. Bởi vì đúng như là người chơi đầu tiên, bạn đã nhận định rằng là nó quá ngắn đối với cái việc mà cấp
thủ tục cấp một cái giấy phép. Và để hạn chế những cái hành vi mà gây thiệt hại đến nguồn tài nguyên của quốc gia cũng như là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước, luật pháp của chúng ta đã có cái quy định cụ thể đối với người nước ngoài đăng ký hoạt động khai thác thủy sản tại Việt Nam. Theo quy định tại khoản 2 của điều 56 luật thủy sản năm 2017 thì thời hạn của giấy phép sẽ căn cứ vào thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc là cái dự án hợp tác khai thác thủy sản tại Việt Nam. Và thời hạn tối đa ở đây vừa đủ là 12 tháng. Xin chúc mừng Tùng Vũ với đáp án đúng. Vâng, thật sự là như này, nếu 3 tháng mà lênh đênh trên biển sau lại chạy về xin giấy phép thì câu chuyện đấy là câu chuyện không tưởng. Trong luật này sẽ tính đến những cái yếu tố thuộc quyền về an ninh, chủ quyền của đất nước nên sẽ có những cái thời hạn tương thích thôi. Chúc mừng Tùng Vũ và bạn đã có thêm vào trong cái quỹ tiền thưởng của mình, đó chính là 13 triệu đồng. Bây giờ thì Tùng Vũ hoàn toàn có thể tìm cho mình một câu hỏi nữa. Em xin phép được lựa chọn câu hỏi số 2 ạ. Dạ, lời đầu tiên cho em xin chào chú Tự Long và cùng với hai vị cố vấn và hai vị khách mời cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Câu hỏi số 2 trị giá 1 triệu đồng ạ. Và đây là câu hỏi đồng đội ạ. Úi giời, hay thế nhỉ, hiếm cuộc chơi nào mà vừa mới độc đắc xong cái câu sau đã đồng đội rồi. Khuyến và tính sử dụng bộ kích điện tự chế kết nối với bình ắc quy để phát điện khai thác thủy sản bằng tay tại các vùng ven biển đang thực hiện hành vi khai thác. Khuyến và tính bị cơ quan chức năng phát hiện, hình thức xử phạt nào sẽ được áp dụng cho hai đối tượng trên? A. Bị nhắc nhở. B. Bị xử phạt vi phạm hành chính. C. Không bị xử phạt và cam kết không tái phạm. D. Bị truy cứu hình sự. Hai người sẽ dùng bảng để trả lời. Đáp án của hai người chơi của chúng tôi đã có chưa? Người đồng đội giơ lên ạ. Đáp án của bạn là B. Còn của người chơi chính cũng là B. Vâng, lý do tại sao bạn chọn B, Tùng Vũ? Việc mà Khuyến và Tính sử dụng bộ kích điện tự chế kết nối bình ắc quy để phát điện và cái khai thác thủy sản này nó có thể gây hại cho môi trường. Suy nghĩ giữa A và C thì em cảm thấy sẽ không phù hợp, bởi vì là nếu mà nhắc nhở không hay là không bị xử phạt và cam kết thì nó chỉ đơn giản là một lời hứa thôi và nó sẽ không làm gương được cho các cá nhân khác. Còn đáp án D, bị truy cứu hình sự, thì em lại cảm thấy rằng là nó quá nặng, bởi vì truy cứu hình sự là thường là sẽ gây ra một cái gì đấy nó ảnh hưởng đến xã hội và nó có thể ảnh hưởng một cách rất là nghiêm trọng, nên là em sẽ lựa chọn là bị xử phạt vi phạm hành chính là một cái biện pháp mà em nghĩ là vừa đủ để có thể giúp cho các công dân này có thể cảnh tỉnh về những lỗi sai của mình. Thế còn người chơi từ phía khán giả, bạn là đồng đội, tại sao là cháu lại chọn đáp án B? Cháu cũng đồng tình với anh Tùng Vũ ạ, tại vì cháu cũng phân vân nhưng mà thôi cháu quyết liều với B. Giống nhau, nó có một cái hay đó chính là mọi người có cùng quan điểm, nhưng mà trong cuộc chơi đồng đội nếu như giống nhau mà cùng sai thì ta sẽ mất trắng. Còn Sâm, em nghĩ sao vì hai người đồng đội của nhau họ đều chọn là đáp án B? Dạ, với những cái lập luận em thấy rất là chặt chẽ và logic ạ. Em nghĩ là câu hỏi này bạn sẽ giành được phần thưởng đồng đội ạ. Xin mời chúng ta Phạm Thị Thảo. Với câu trả lời này của Tùng Vũ và người chơi thì có đúng không ạ? Việc Khuyến và Tính sử dụng bộ kích điện tự chế để kết nối với cái bình ắc quy để mà phát điện khai thác thủy sản bằng tay tại vùng ven biển, thì cái hành vi này của Khuyến và Tính vi phạm cái quy định về sử dụng kích điện để khai thác thủy sản quy định tại Nghị định 38 năm 2004. Khuyến và Tính sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản đối với trường hợp không sử dụng tàu cá mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Và như vậy thì đáp án của bạn Tùng Vũ là đáp án B, bị xử phạt vi phạm hành chính, là hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn Tùng Vũ. Và như vậy là Tùng Vũ có thêm 5 triệu và người đồng đội của mình cũng có thêm 5 triệu. Số tiền của Tùng Vũ đã lên đến con số là 14 triệu và bạn ấy đã trả lời 3 câu hỏi của chương trình, đã lập được một cú hat-trick. Như vậy là bạn hoàn toàn có thể đổi câu hỏi ở câu hỏi thứ 4 nếu như là bạn có thể mong ước nó có thể là câu hỏi dễ hơn hoặc là mệnh giá cao hơn. Và bây giờ bạn chọn cho mình một con số ở câu hỏi thứ 4 này. Em xin phép chọn số 6 ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hà, em đến từ Hà Nội ạ. Câu hỏi trị giá 4 triệu đồng. Nội dung câu hỏi. Từ từ, Tùng, có đổi không? Dạ, em nghĩ là thôi em... nhờ đổi gì thôi, anh nghĩ là thôi đừng đổi nữa, 4 triệu là được rồi, đúng không? Dạ. Đổi khi lại được câu triệu rưỡi đấy. Thôi thôi, 4 triệu là được rồi, thôi đừng đổi, đọc đi cháu. Chú đề nghị là đọc đi.
đừng có dại mà đổi. Trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, anh Hợi phát hiện một đàn cá heo trắng bơi sát tàu của mình. Mặc dù đã biết đây là một trong số các loài cá thuộc danh mục loài hải sản nguy cấp quý, hiếm, nhưng anh Hợi vẫn bắt một con với khối lượng là 37 kg. Hành vi đánh bắt cá heo trắng của anh Hợi bị cơ quan chức năng phát hiện. Mức xử phạt hành chính anh Hợi phải chịu là bao nhiêu? A. Từ 30 triệu đến 40 triệu đồng. B. Từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng. C. Từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng. D. Từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Lại một câu hỏi liên quan đến mệnh giá về tiền. Em thì em rất sợ những con số. Nhưng mà chương trình này hay có những con số lắm. Bởi vì liên quan đến luật mà. Luật thì xử phạt hành chính là nó đưa đến tiền ngay. Bản thân em câu này thật sự là câu mà em không có một tí dữ liệu gì trong đầu. Nên là em nghĩ là em sẽ sử dụng một cái phương pháp là lấy một cái số gần nhất. Ở trên kia em thấy có số 37. Thì em nghĩ rằng là sẽ phạt là sẽ tầm là từ 40 triệu đến 50 triệu. Tức là con này nhỏ là phạt dưới cái tổng tiền đấy hả? Không phải, bởi vì là 37 thì gần nhất ở đây là gần nhất với 40. Thì em sẽ chọn là từ 40 đến 50. Như vậy là đáp án cuối cùng là bạn chốt là... đáp án gì ạ? Em chốt đáp án B ạ. B, từ 40 triệu đến 50 triệu. Sâm, em có ý kiến gì khác không? Dạ, với câu hỏi này thực ra là em cũng không có một chút thông tin hoặc là dữ liệu về cái mức xử phạt vi phạm hành chính này. Thế nhưng mà em nghĩ là cái hành vi này nó cũng khá là nặng. Cho nên là em sẽ chọn đáp án D ạ, từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Tức là với cô giáo của chúng tôi thì phải phạt ở mức 6-70 mới là đủ sức răn đe. Vâng, bây giờ thì tôi xin mời luật sư Phạm Thị Thanh Phương sẽ giúp chương trình xem là số tiền mà hai người chơi chọn như vậy thì đáp án nào mới là đáp án chính xác ạ. Cá heo thường cũng là một loài cá rất là được bảo vệ. Ở trong trường hợp này lại là cá heo trắng thì lại là đặc biệt được bảo vệ bởi vì nó thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm. Mức độ xử phạt đối với loài cá heo này nó lại còn căn cứ trên cái trọng lượng của con cá heo. Theo quy định của pháp luật quốc tế cũng như là pháp luật của Việt Nam có những xử phạt rất là nghiêm khắc. Các bạn đã chọn hai đáp án với cái mức xử phạt cũng khá là cao. Mặc dù không có cái cơ sở nào hoặc cái dữ liệu nào để đưa ra một cái phán đoán gọi là chính xác nhất. Thế nhưng mà tôi cũng xin chúc mừng bạn Sâm. Bạn Sâm đã chọn được đáp án là mức phạt từ 60 triệu đến 70 triệu đồng. Đây là cái mức phạt quy định theo Nghị định số 38 năm 2024 xử phạt đối với các trường hợp vi phạm về quản lý các loài thủy sản nguy cấp quý hiếm cần được bảo vệ. Như vậy là bạn Sâm đã có câu trả lời đúng, nhưng mà bạn Sâm cũng không được điểm. Và bạn Tùng Vũ sẽ đổi chỗ cho bạn Sâm. Số tiền trong tài khoản vẫn đang là 14 triệu và lúc này nó rất có thể sẽ thuộc về cô giáo Thanh Sâm. Bây giờ bạn hãy chọn cho mình một con số. Em xin phép được chọn số 7 ạ. Lời đầu tiên cho cháu xin chào chú Tự Long và hai ban cố vấn và hai người chơi và khán giả trong ngày hôm nay ạ. Câu hỏi này trị giá 3 triệu 500 ngàn đồng ạ. Anh Bùi Văn Tỉnh vừa mua một con tàu có chiều dài 15 mét. Với con tàu như vậy, anh được phép hoạt động khai thác thủy sản ở những vùng biển nào? A. Vùng khơi không được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng. B. Vùng lộng không được hoạt động tại vùng khơi và vùng ven bờ. C. Vùng ven bờ không được hoạt động tại vùng lộng và vùng khơi. D. Được hoạt động tại tất cả các vùng. Đồng chí Trung tá Thảo có thể cho tôi được hỏi thêm thế được. Cái quy định giữa vùng khơi và vùng lộng thì nó khác nhau ở điểm nào? Mình cứ hiểu vùng ven bờ là cái vùng nó gần với đất liền của mình. Đấy. Xong cái vùng lộng tiếp theo rồi đến vùng khơi nó ở xa. Ví dụ tàu cá nhỏ thì có thể là khai thác ở trong những cái có chiều dài nhỏ hơn đấy thì là có thể khai thác ở trong những cái vùng ven bờ và vùng lộng. Nhưng được rồi. Thế thôi. Đang hỏi là vùng khơi hay vùng lộng thì lại đi giải thích thế thì có mà tôi còn tí nữa không ngăn kịp thời thì nguy hiểm quá. Thế thì đấy, bây giờ thuộc quyền của cô Sâm.
đau đầu, đọc cũng đã xoắn cả mồm rồi chứ chưa cần nói đến việc là còn nghĩ nữa. Thế thì nó là cái đáp án nào đây? Với câu hỏi này thì em thấy là cái chiều dài của con tàu của anh Tính ấy là 15 mét thì em thấy nó cũng khá là dài. Thế cho nên là em đang băn khoăn giữa phương án là phương án A và phương án B. Nếu mà vùng khơi thì em nghĩ là sẽ phải cái chiều dài của tàu em nghĩ nó sẽ lớn hơn. Cho nên là em sẽ nghiêng về đáp án B, tức là hoạt động ở vùng lộng, không được hoạt động tại vùng khơi và vùng ven bờ. Đi ra khơi rồi thì chẳng ai người ta còn đánh ở cái vùng ven bờ gọi là làm gì cả. Vâng. Đúng không? Bờ là người ta ưu tiên cho những cái người nhỏ. Vâng, ông đánh tàu to mà ông lưới lớn ông làm thế thì tôi đánh làm sao được. Thế bây giờ cái quan trọng là 15 mét này thì của bác tỉnh hay là bác thuộc cái chỗ nào mà bác tỉnh nhỉ? Thôi theo cái bác tỉnh thì giờ có bác ở đây thì tốt quá. Gọi điện rồi hỏi xem bác ơi thế tàu của bác đánh đâu nhỉ? Nói đùa chứ anh cũng rất chi là hoang mang trong câu này nên là cũng hỏi hơi nhiều nhưng mà thôi cuối cùng thì thời gian nó cũng có nhiều đâu. Cái đáp án cuối cùng của em là đáp án gì? Em lại phân vân cả phương án A nữa tại vì em thấy kích thước chiều dài 15 mét thì em nghĩ là cũng sẽ lớn cho nên là em xin được chọn là đáp án A, vùng khơi. Tức là được hoạt động ngoài xa và không được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng. Tóm lại là bây giờ đáp án của em chọn là gì? Cho em lòng vòng một chút ạ, đáp án cuối cùng của em lựa chọn là đáp án A. Thế còn bây giờ nếu như Tùng Vũ đứng ở trên này thì Tùng Vũ sẽ chọn phương án nào? Dạ, em thì em cũng nghĩ rằng là em sẽ chọn phương án A, nó phù hợp hơn. 15 mét theo như em cảm nhận được nó sẽ là một cái chiều dài mình nghĩ là nhỏ thôi nhưng mà nếu mà kích thước thật thì nó sẽ nghĩ là khá là lớn. Ở cả vùng lộng nữa thì em nghĩ rằng là các tàu khác sẽ không có cái diện tích để họ có thể khai thác được. Thế em nghĩ là sẽ phải là A thì sẽ phải là hợp lý nhất. Thì bây giờ là cả hai người chơi đều có đáp án A. Vâng, xin mời Trung tá Phạm Thị Thảo này. Hãy cho chúng tôi biết xem là cái đáp án ở câu hỏi xoắn não với cả cong hết mồm này mới đọc được thì nó là đáp án gì đấy ạ? Ở cái câu hỏi này thì nếu như mà muốn chọn đáp án thì mình sẽ căn cứ vào cái điểm A khoản 1 điều 43 của Nghị định 26 năm 2019 Nghị định của Chính phủ thì quy định rằng là đối với tàu cá đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng khơi, không được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng. Đáp án của hai bạn là hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng hai bạn. Câu này cũng xoắn đấy. Rất dễ nhầm lẫn. Không rèn dứ thì cũng khó. Câu hỏi này là đã mang về đến 17.500.000. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng. Em xin chọn số 9 ạ, thần tài ạ. 6, 7, 8, 9 kìa, san bằng tất cả. Em tên là Lê Minh Quang, em từ Hà Nội ạ. Câu hỏi số 9 là có trị giá là 2.500.000 ạ. Một nhóm du khách thuê tàu có chiều dài 5 mét để câu mực đêm và không có giấy phép khai thác thủy sản ở địa phương. Nhóm du khách này có bị phạt vi phạm hành chính hay không? Nếu có thì phạt ở mức nào và bao nhiêu ạ? A là không vi phạm ạ. B là có ạ, mức phạt là 5 triệu đồng ạ. C là có, mức phạt là 10 triệu đồng ạ. D có, mức phạt là 15 triệu đồng ạ. Đáp án của Sâm là gì nào? Nhóm du khách này thuê tàu để câu mực đêm nhưng không có giấy phép khai thác thủy sản tại địa phương. Thì em nghĩ là nhóm du khách này có vi phạm ạ. Mà em đang chưa biết là cái mức xử phạt sẽ là bao nhiêu. Em hoàn toàn có thể tham khảo từ Tùng Vũ. Hai người có thể vận dụng kiến thức để trau dồi cho nhau. Chị rất mong nhận được tư vấn của em Tùng ạ. Em đang nghĩ là câu A là sai nhưng mà B, C, D có cách nhau. Có mỗi cái nó cách nhau có đúng 5 triệu thôi nên là em thực sự rất là suy nghĩ. Nhưng mà cá nhân em thấy là thứ nhất là người ta là du khách và người ta cũng không phải là một cái thủy thủ chuyên nghiệp hay là một cái người đánh bắt chuyên nghiệp thì chắc chắn rằng là bắt được một con mực hay là nó làm gây ảnh hưởng thì thực sự là cái ảnh hưởng đấy nó cũng em nghĩ rằng không quá nặng nề. Và người ta còn là du khách nữa thì chắc chắn rằng là cái giá trị người ta mang lại cho cái địa phương đấy là thứ nhất là giá trị về du lịch rồi, là họ đã bỏ tiền ra để mua những dịch vụ rồi thì em nghĩ là không thể nào mà phạt kiểu quá nặng được. Em nghĩ là đáp án B bởi vì họ câu mực đêm nhưng mà chưa chắc họ đã câu được con nào. Cái mức thiệt hại gần như là có thể là không có. Mà em thấy là C và D thì gọi là cái mức phạt đấy quá là nặng. Mà loài mực nữa thì nó cũng chưa đạt đến mức báo động. Nên là em nghĩ rằng là B sẽ là một cái phương án hợp lý hơn. Chị cảm ơn tư vấn của em. Và sau khi nghe tư vấn của em Tùng thì em lại có một cái suy nghĩ là nếu như mà cái nhóm du khách này thuê tàu chỉ để câu mực đêm thôi thì em lại nghĩ là có thể là sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính đâu ạ. Sao thế? Em nghĩ nó chỉ là một cái hoạt động du lịch bình thường thôi ạ, kiểu như là giải trí đấy ạ. Vậy thì em nghiêng về đáp án nào? Em đang nghiêng về đáp án A hoặc là B. Nếu mà xử phạt hành chính thì cái mức xử phạt nó cũng sẽ không quá cao đâu ạ. Rồi, tóm lại đáp án của em lúc này là đáp án gì? Em nghĩ là không vi phạm, đáp án A. À,
không vi phạm. Em vẫn nghĩ đáp án B. Đúng là cái hành động này chưa chắc là nó gây ra cái thiệt hại nghiêm trọng, nhưng mà ví dụ ai cũng như thế thì em nghĩ rằng là nó sẽ không có cái sự răn đe. Và nó chốt đáp án phải... theo kiểu của em. Em vẫn nghĩ là đáp án B có B. mức phạt là 5 triệu đồng. Như vậy là hai người chơi của chúng tôi là một người đã chốt đáp án là A, một người chốt đáp án là B. Và bây giờ tôi phải cần đến luật sư Phạm Thanh Phương sẽ là người giúp chúng tôi xem ở câu trả lời này, câu quyết định này, họ có lấy được tiền của chương trình hay không. Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì bảo vệ tuyệt đối nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên, trong đó có nguồn thủy sản, nên là mọi trường hợp mà khai thác thủy sản đều được bảo vệ. Tuy nhiên không phải mọi trường hợp nào cũng bị nghiêm cấm, chỉ có những cái trường hợp mà khai thác sử dụng tàu cá, cái chiều dài của tàu từ 6 mét trở lên phải có giấy phép khai thác thủy sản thì mới hợp pháp. Trong trường hợp này, nhóm du khách sử dụng tàu có chiều dài là 5 mét nên không thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác thủy sản và không bị xử phạt trong trường hợp này. Xin chúc mừng bạn Tâm thành công với câu hỏi này nha. Đúng là không ngờ được đúng không hả Tùng Vũ? Vâng, em cũng... khi mình cứ nghĩ là đấy nó phải có mà chế tài như vậy, nếu mà ai mà đến cũng câu hết mực của nước tôi thế thì còn đâu nữa. Tùng Vũ rất là thông minh, suy luận mà rất là logic. Nhưng ở đây thực ra mà nói nếu như mà là 6 mét thì lại bị phạt rồi. Với hai câu trả lời rất chính xác của mình thì em đã là người chiến thắng. Lúc này em cảm thấy thế nào? Trước khi đến được chiến thắng này thì em rất là cảm ơn em Tùng Vũ. Em thấy em Tùng Vũ là một người chơi rất là xuất sắc, thể hiện cái kiến thức cũng như là cái sự hiểu biết của em về luật pháp Việt Nam. Khi mà được chiến thắng thì em cảm thấy rất là may mắn ạ. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tùng Vũ lúc này bạn có thể bước lên trên này để cùng hưởng thụ cái niềm vinh quang của mình cùng với chị Sâm. Xin mời hai vị cố vấn sẽ cùng lên tặng kỷ niệm chương hai người chơi của chúng tôi với trình độ và kiến thức khá là đồng đều. Có lẽ hai người đều là những người chiến thắng. Xin cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình được sản xuất với sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo đề án 1371 Bộ Quốc phòng do Đài Truyền hình Việt Nam và Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng phối hợp thực hiện. Lúc này xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.